Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ cập nhật về cái dự án là AI Network. Và thứ nhất thì dự án AI này, ở trong cái phiên bản mới này, nó sẽ có thêm một cái tính năng mới. Và thứ hai nữa, dự án thông báo một cái tin rất là vui là họ đang mở lên là 50% cho cộng đồng sẽ là cái lời mời KYC bước 1. Tức là mình sẽ là xác minh khuôn mặt đấy. Và mình cũng là cập nhật luôn cho bạn nào mà mình mắc phải cái lỗi này thì mình sẽ cần phải đợi nhé. Cái lỗi này tức là bản thân mình cũng đã đang mắc phải là khi ở cái bước mà dự án mở 25% cộng đồng được là nhận cái lời mời KYC, thì hôm đấy cái KYC khi mình nhận được thì nó đến vào là buổi tối, và cái lúc buổi tối thì mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng trong cái việc xác minh khuôn mặt ấy. Thì khi mình đã chuẩn bị được cái ánh sáng để mà mình xác minh ở cái mục máy đào đây thì nó lại không hiện nữa nhé. Tức là khi mà mình đăng nhập vào app để mà mình biết là cái lời mời mình được là KYC hay chưa ấy, là nó ở cái mục đảo này, khi mà nó ngả sang màu vàng để mình sẽ bấm mình đảo tiếp ấy, thì khi bạn chạm vào cái búa đảo đây, nó sẽ hiện cái phần cho mình xác minh khuôn mặt, tức là mình đang được là dự án chọn là KYC. Nếu như bạn nào mà mắc phải cái lỗi giống như mình ấy, là khi được chọn KYC nhưng mà trong đấy bạn bận công việc đi làm, hoặc là vào buổi tối mình chưa chuẩn bị được ánh sáng để mà xác minh khuôn mặt, mà quay lại vào ngày hôm sau nó lại không có cái lời mời KYC nữa, thì chắc là phải đợi đến lúc là KYC diện rộng nhé. Vì đối với cái này mình cũng nhận được rất nhiều cái comment của cộng đồng bên nước ngoài đấy. Họ có hỏi về dự án nhưng mà mình chưa thấy dự án họ trả lời lại là sẽ mời lại cái KYC đâu. Nên là cũng thể là khi mình đã được mời mà mình nỡ là chưa chuẩn bị mà KYC lúc đấy, thì có thể là phải đợi đến lúc là KYC diện rộng. Nên là các bạn cứ yên tâm là mình cứ đào và mình sẽ chờ khi nào dự án cho KYC diện rộng nhé. Và trên app thì đang có cái mới là ở cái phần đầu người này, tức là cái phần để cho bạn xem cái cấp dưới của bạn đấy. Các bạn bấm vào đây một cái. Khi mà bạn bấm vào cái biểu tượng đầu người thì thứ nhất nó sẽ có phần là bậc 1 này và bậc 2 nhé. Thì nó sẽ có một cái mới là trước đây là mình ping thì mình phải là ping những bạn mà đang apply, tức là chưa đào thì mình ping từng người một. Nhưng mà bây giờ nó có một cái tính năng mới là khi mình ping một cái bạn này thì nó tự động sẽ là quét từng những người mà đang chưa khai thác nhé. Đó, ví dụ bây giờ mình đang ping ở đây thì nó sẽ là tự động nó sẽ là tìm những cái thành viên nào mà đang apply, tức là đang không khai thác, thì họ sẽ là ping cho tất cả những cái cộng đồng đấy. Còn trước đây khi mình ping là mình cứ phải là kéo lên mình ping từ người một, còn bây giờ mình chỉ cần là ping một cái, còn đâu là dự án tự động họ sẽ là chuyển tiếp cái tin nhắn là mình đang ping đó. Sau khi mà bạn ping xong mình thoát ra nhé, thì đây là tất cả cái tính năng mới ở trên app mới có đấy. Và ngoài ra thì ở cái mục đây các bạn nhìn thấy cái mục là bốn cái chấm ấy, thì sẽ có cái mẹo này. Cái mẹo này là cái mẹo mà giới thiệu về KYC. Và tiếp theo nữa thì cái khóa và giữ khóa này, thì sau này mà tất cả cộng đồng mà xác minh danh tính xong thì dự án sẽ là mở lại một cái lần nữa để cho mình sẽ thiết lập lại cái khóa nhé. Thì bây giờ cũng chưa cho mình thiết lập, nên là khi nào mà dự án mở cho thiết lập thì lúc đấy mình sẽ ra cái video để mà cùng thảo luận với các bạn là mình nên là thiết lập bao nhiêu để mình sớm được bán cái đồng là ai nhé. Còn ngoài ra những cái bạn nào mà mình đã được là KYC bước 1 là verify khuôn mặt ấy, thì mình sẽ là mở khóa cái lượng đồng AI này vào thứ 7 mỗi tuần, và sẽ mở khóa trên cái mạng là ETH để mình sẽ swap bán trên sàn là Uniswap. Còn bây giờ mình lên cái trang Twitter dự án, thì dự án mới cập nhật thông báo cách đây là một ngày trước về cái sự kiện, thì họ sẽ mở lên đến là 50% cho cộng đồng được là xác minh danh tính nhé. Chúng tôi đã khởi động KYC sửa tiếp ăn cho 50% người dùng của mình. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi vì những phản hồi có giá trị của họ trong giai đoạn này. Ý kiến đóng góp của bạn là công cụ giúp quá trình KYC diễn ra suôn sẻ hơn và cho tất cả mọi người. Nếu bạn chưa thấy tùy chọn KYC, hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ thông báo khi nó sẵn sàng cho tất cả mọi người. Và trong bài viết này thì mình thấy là cộng đồng bên nước ngoài thì họ cũng có rất nhiều người đã nhận được cái KYC tùy chọn vào buổi tối, và những cái cộng đồng đấy cũng giống như mình thôi, là đợi sang ngày hôm sau thì nó lại không thấy cái lời mời là KYC nữa. Nhưng mà những cái câu hỏi đáp thì chưa thấy bên phía dự án AI họ
trả lời lại về cái lỗi là khi mình nhận cái đơn KYC buổi tối nhé. Nên có thể là khi bạn nào mà đã nhận cái lời mời KYC vào buổi tối mà các bạn chưa kịp mà mình sẵn sàng là KYC thì cũng có thể là mình phải là đợi đợi đến cái đợt mà dự án mở xác minh danh tính diện rộng nhé. Thì đây cũng là một cái bạn bên nước ngoài, bạn cũng nhận được một cái lời mời KYC vào ban đêm ấy, thì cũng như cái tình trạng là ban đêm thì không chuẩn bị sẵn sàng được là mà KYC, và sang ban ngày bạn ấy đăng nhập lại thì cũng không có cái lời mời KYC nữa. Thì cái lỗi này thì mình cũng bị đấy, cái này thì mình cũng cũng gặp là hôm buổi tối. Buổi tối mình đăng nhập vào, mình khai thác ở đây thì khi mình chạm vào cái búa này mà đào ấy, nó hiện lên cái mục là mời xác minh danh tính, thì mình chưa kịp là xác minh đâu thì nó đã chìm mất cái phần là xác minh nhé. Và từ hôm đấy mình cũng đăng nhập vào app đào nhưng mà chưa thấy nó hiện lại cái lời mời xác minh ở đây. Nhưng mà nếu bạn nào mình đang mắc phải cái lỗi này thì các bạn cứ yên tâm đợi đến cái lúc mà dự án mời lại, hoặc là mình sẽ đợi đến giai đoạn mà dự án sẽ là mở xác minh diện rộng thì chắc chắn mình sẽ được mời để mà KYC nhé. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video và mình xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.